Một bộ sofa chữ H với mức giá dưới 40 triệu đồng sẽ như thế nào? Và đây anh chị em mình ơi, đây ạ, cho mọi người xem cái bộ sofa có mức giá rất là bình dân cho anh chị em mình sở hữu nha. Bộ này thì em vừa mới hoàn thiện xong và để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng bên em ở trong Sài Gòn. Đó, và với mức giá nếu mà hoàn thiện hết bộ này thì đâu đó tầm khoảng chừng 38 cho đến là 39 triệu đồng thôi anh chị em mình nha. Ở trước giờ thì anh chị em mình toàn là thấy những bộ sofa bên em báo cho mình là toàn là 60 triệu, 70 triệu đúng không ạ? Còn ngoài thị trường thì có những bộ đâu đó tầm khoảng hơn 100 triệu, 150, 200 là bình thường. Đối với những bộ sofa nguyên khối như thế này. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay cái bộ này tại vì sao nó lại có một cái mức giá nó khá là ít như vậy thì em Hoàng xin chia sẻ mọi người luôn. Thì đây đây là một bộ sofa được xẻ ra từ một khúc gỗ nguyên khối của một quý khách hàng của bên em đã trúng ở trên sàn đấu giá của bên Đồ Gỗ Đoàn bên em, ở trên kênh chính của bên em là Đồ Gỗ Thái Bình Định, và đã trúng được một cục gỗ. Và khi anh ấy trúng rồi, anh ấy yêu cầu bên em là nhờ làm hoàn thiện luôn cái bộ này, thì thành ra cái bộ này nó ra cái mức giá nó khá là phù hợp anh chị em mình nha. Nếu như mà anh chị em nào mà mình muốn sở hữu một bộ sofa nguyên khối và mức giá đó thì em Hoàng xin chia sẻ mọi người một chút xíu luôn về kích thước luôn mọi người nha. Kích thước thì nó khá là khiêm tốn anh chị mình nha. Bình thường thì những cái bộ sofa thì bên em hay làm ấy thì cái phần giữa lưng nó sẽ là dày 12 hay là 15 là 20 đúng không ạ, là nguyên khối mọi người nha. Và cái băng ghế thì bình thường mình cũng làm là cái độ dày này thì tầm khoảng chừng là 10 đến 12 là 15. Còn cái chiều sâu thì nó tầm khoảng chừng là 50 đến 55 chẳng hạn. Cái bộ này thì kích thước nó khá là nhỏ mọi người. Kích thước cái dừa lưng thì nó tầm khoảng 9 phân thôi, 8 phân thôi. Cái mặt ngồi đó thì cũng tầm khoảng chừng có mấy phân mọi người ạ, có 6 7 phân thôi. Đó. Thành ra là cái khối lượng gỗ nó ít và cái giá nó sẽ ít hơn rất là nhiều mọi người nha. Cái giá nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Nếu mà anh chị em nào mà mình muốn chơi những bộ như này thì trước tiên là mình phải xác định là xe mắm như vậy thì nó sẽ có vấn đề gì không. Thì em Hoàng xin chia sẻ luôn là có mọi người nha, có ạ. Nếu mà xe mắm như vậy ấy, thì cái tỷ lệ mà cái gỗ nó sẽ bị co ngót, nó sẽ co ngót và nó cong vinh thì nó chắc chắn là sẽ có mọi người nha. Và trước khi làm thì em Hoàng cũng có báo trước cho anh trai đã đồn là anh ơi, nếu mà làm mắm như này thì cái tỷ lệ co ngót của gỗ nó khá là nhiều so với những tấm dày. Nhưng mà anh ấy thì vẫn là chấp nhận mọi người ạ, vẫn chấp nhận tại vì là anh ấy chỉ muốn đầu tư một bộ như này với một mức giá đó thôi. Chẳng hạn như sau này đúng không ạ, gỗ nó có vấn đề gì đó thì mình chỉ cần cho thợ đến xử lý lại đâu đó mất tầm khoảng chừng 2 đến 3 triệu chẳng hạn, thì thành ra cộng với cái giá làm mới với cái mức chi phí bảo trì thì nó ra mức giá đâu đó tầm khoảng hơn 40 triệu một tí thôi, thì tính ra nó vẫn rẻ hơn so với những bộ mà 60 triệu 70 triệu rồi đúng không ạ. Đấy, tại vì đây là gỗ cho nên là cái vấn đề mà gỗ có lỗi này nó sau này có vấn đề đó thì mình xử lý rất là dễ mọi người nha, chứ không phải là những cái vật liệu khác như là nệm hay là mình nhựa này nọ thì nó sẽ mất, nó hư là nó hư hỏng luôn. Còn riêng gỗ thì khi á mà nó có vấn đề về khuyết điểm về vấn đề về con ốc của gỗ thì sau này anh chị mình có thể là xử lý lại vẫn bình thường. Ví dụ như gỗ công mình có thể xử lý lại là như mới bình thường mọi người nha, hoặc là có thể những vết nứt thì anh em thợ có thể là xử lý lại vẫn bình thường mọi người nha. Tại vì đây là yếu tố của gỗ tự nhiên, mình không thể nào mà chống lại được yếu tố tự nhiên được. Và cái người bán hàng nào mà họ báo cho mọi người rằng gỗ là sẽ không bao giờ bị này bị kia, thật sự những người đó họ chia sẻ không thật, để họ muốn bán được hàng thôi. Tại vì họ muốn bán được hàng thì họ sẽ nói những cái điều tốt đẹp nhất có thể đến cho mọi người, để mọi người tin tưởng, để mọi người tin rằng nó là thật và để mọi người mua. Và sau này họ có sản phẩm có bị gì thì họ tách máy, họ chặn số anh chị mình luôn. Khi mọi người gọi alo lại một phát là người ta chặn máy bye bye luôn. Đó. Cho nên là khi bên em chia sẻ bất kỳ một vấn đề gì thì bên em sẵn sàng tư vấn rất là thân thật, có sẵn hay vậy luôn. Khi mọi người chơi những bộ bàn ghế sofa với kích thước mỏng thì em Hoàng sẽ nói trước những cái vấn đề gỗ xảy ra co ngót này nọ. Nhưng mà những vấn đề đó thì sau này mọi người sẽ là xử lý được, có những giải pháp cho thợ đến xử lý lại như mới luôn mọi người nha. Đồ gỗ thì mình cứ trà ra, nếu mọi người cũ mà mọi người cứ trà ra và phun lại thì như mới thôi, không khác gì mới cả. Cho nên là vấn đề mà sau này mà gỗ nó còn bị co ngót hay nứt này nọ thì anh em mình không phải lo. Đấy. Còn nếu như mà anh chị em mình mà muốn chơi một cái dòng gỗ mà nó hạn chế những cái vấn đề mà nó nứt hay là cong vênh này nọ thì mọi người chơi những dòng gỗ nó cao cấp một tí. Ví dụ như là dòng gỗ như là gỗ gõ đó, gõ đỏ Bachi, gõ đỏ Ninja, gõ đỏ Kana, hoặc là gỗ cẩm, cẩm lai, cẩm Giva, đó thì là những cái dòng gỗ, những cái loại gỗ mà nó
nó sẽ giảm được những cái hạn chế được những cái vấn đề đó cho anh chị mình luôn. À, tuy nhiên thì tất nhiên thì tiền nào của đó đúng không mọi người, thì đi đôi với chất lượng thì cái mức giá của nó cũng khá là cao, thì khiến cho rất là nhiều anh chị em mình rất là khó tiếp cận. À, những bộ mà bằng gỗ gò đỏ hay là gỗ hương đá hay là những dòng gỗ như là cẩm lai, thì một bộ như thế này thì nó có cái mức giá chân thật giá thị trường đâu đó là khoảng 100 triệu cho đến là 150 triệu. Thì với một gia đó thì em nghĩ là rất là ít anh chị em mình có thể là tiếp cận được. Thì có những anh chị em mình thực sự đam mê, thực sự thích, thực sự am hiểu về gỗ thì mình mới có thể sử dụng được thôi, mình mới sở hữu được thôi anh chị mình nha. Còn nếu như anh chị em mình không cần thiết nó quá cao cấp, mình chỉ có cần là có một bộ sofa nguyên khối là được, và với một cái loại gỗ nó không bị bối mọt, không bị mọt anh là được, không bị mục là được, và nó trường tồn theo thời gian. Thì anh chị em mình sử dụng cái dòng gỗ lim thế này, lim vàng, còn là lim oca. Đấy, thì với một mức giá nó khá là phù hợp cho anh chị em mình luôn để mọi người sở hữu. Thứ nhất là về lộ lâu dài. Tuy nhiên thì có mỗi cái vấn đề là chính là tất nhiên thì nó sẽ có những vấn đề bị con ngót này nọ, sau này tầm khoảng chừng 2 đến 3 năm một thời gian gỗ đó nó con ngót xong rồi là anh chị em mình cho thợ đến nha, xử lý lại một lần nữa là đã xong luôn, là từ đó đi nó sẽ ổn định cho mọi người luôn. Lúc đó là gỗ đã khô rồi mọi người, khô hết rồi đấy, nó hết cái độ con ngót rồi, thì anh chị em mình cứ chơi thoải mái luôn đó. Thì em Hoàng xin chia sẻ một chút xíu những cái kinh nghiệm mà cho anh chị em mình để mọi người nắm bắt và có một cái sự lựa chọn cho nó đúng đắn, và thứ nhất là nó vừa cái túi tiền của anh chị em mình luôn đó, đi đôi với sản phẩm nó phù hợp anh chị em mình nhá. Chứ ở em thì bên em thì không bao giờ mà cái nào mình cũng nói tốt hết, cái nào mình cũng bảo là sản phẩm mình cái nào cũng đẹp cũng tốt là không có được mọi người nha. Bên em là phải chia sẻ thật, có sao mình phải nói vậy, dòng gỗ này nó có cái gì ưu điểm gì nhược điểm gì hay là như thế nào đó, rồi là trong thời gian sử dụng cho anh chị thì nó sẽ ra những cái vấn đề gì đó, để mọi người yên tâm luôn anh chị mình nha. Nếu như anh chị em nào mà còn thắc mắc nào nữa thì cứ để lại cho em Hoàng cái comment ở phía dưới, hoặc là liên hệ cho em Hoàng số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này, hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Xin chào.